Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất Việt Nam của bạn bè Nam Châu quốc tế. Tiếp tục em nhận được một đơn hàng của một bác ở trong Tiền Giang, bác gửi ra vào nhà bên em chỉnh sửa lại ở phân tần. Lâu lắm rồi mới được vài đơn như này. Hôm trước em có mấy đơn nhưng mà khách họ mang đến tận nơi nên không tiện quay. Đấy, thì hôm nay là có một bác khách bác gửi ra tận nơi. Và bác bảo là anh làm giúp em cái để anh em lắp vào cái loa hỏa tiễn. Thì em công nhận là trong đó các bác dùng nhiều cái loa dòng hỏa tiễn thật. Gọi là hỏa tiễn thôi, bởi vì nó tên của nó là Homelander, tức là loa gọi là có định hướng. Đây là kiện hàng bác gửi ra là 4 chiếc phân tần của cái loa gì đó mà các bác đã mua, nhưng mà về tiếng nó không được đạt lắm hoặc đánh to nó bị như nào đó. Đấy. Thì đây em mở ra. Đây là phân tần này, có mấy cái chấu nhựa này. Đấy. Phân tần này là của bác khách này. Đấy. Đây nữa. Nếu mà nói về phân tần và chỉnh sửa, gần như trên mạng là rất ít người nhận chỉnh sửa. Bởi vì không biết loa của các bác như nào, nhưng bên em làm theo tương đối thôi chứ không thể nào mà nó đầy đủ được. Mà riêng cái lòng loa hỏa tiễn thì lại cực kỳ khó làm. Nhưng bên em đã biết trước được cái công thức nên là làm nó rất là dễ. Cái này thì lại có điểm như này. Các bác xem trong đây xem có cái gì không nhá. Đây. Các bác xem trong cái thùng giấy này còn gì không nhá. Đấy. Còn cái nhựa này hết rồi đúng không? Đó, hết rồi. Có cái nhựa này. Và có thêm cái miếng nhựa đây nữa thôi, nó vỡ nó gãy. Của cái cuộn này thì phải. Mạch này là không có tụ. Mạch này nó có con tụ nhưng bị tháo chân. Đấy. Còn đây. Đây nữa. Đây là một đôi mạch này. Đấy. Quấn buôn đây. Em thấy toàn trở thôi. Tụ có hai con thì vẫn nguyên cả hai con. Mạch này em sẽ chỉnh sửa lại cho nó hợp với các dòng như là lo hỏa tiễn. Và bát neo của bác thì em đã biết thông số rồi, nên là làm tương đối thôi. Tương đối thôi. Có thể là hay với hoa của em nhưng lại không được hay lắm với hoa của bác khách. Mạch gửi ra nó còn bung cả vết mối hàn hay sao này. À đâu, vết này vết dỡ ra. Đấy. Thỏ thụt. Mạch này thì từ trước giờ em nhận chỉnh sửa tầm 300 đến 500 nghìn trên một đôi mạch phân tần. Đôi này của bác khách thì em chưa biết thế nào thì em cứ nhận giá qua là tầm từ 500 đến 800 nghìn trên một đôi nhé. Chỉnh sửa lại, thay đổi linh kiện cũ em vẫn gửi lại cho bác. Khởi điểm từ 200 trên một đôi hoặc là 250 một đôi, chỉnh sửa lại. Đỡ phải mua phân tần khác mà phân tần này các bác về vẫn dùng được. Cần thay đổi cái gì thì em sẽ thay đổi thôi, chỉnh sửa lại. Thứ nhất là tiền linh kiện, với thứ hai là cái công nghệ và chất xám do bên em nghiên cứu và phát triển. Được chưa? Chứ không phải là bảo có tí linh kiện này tính tiền linh kiện. Thế bây giờ tính tiền linh kiện nhưng không có tiền công nghiên cứu và phát triển thì không bao giờ em làm. Trừ khi là người quen hoặc là khách bảo hành thôi thì em chỉ tính tiền linh kiện thôi. Còn cái công, ví dụ như công nghệ hay chất xám thì em sẽ hộ. Đấy. Còn cái gì mà ví dụ các bác khách ở xa mà không biết thì một là em có thể em giúp và em hộ, hai là em vẫn giúp nhưng em sẽ lấy tiền công đó. Và cái mạch này thì phải tháo cái bo bảo vệ này ra, sử dụng chế độ mạch khác, tức là mạch này khả năng cao em sẽ phải sử dụng cái kiểu như cắt mạch xong là câu linh kiện xuống dưới này này. Đó. Câu con LTC thôi, không có gì đâu. Còn những mạch này thì em chưa xem, mạch này cũng thế. Thì câu thêm đó để gọi là có cái mạch gọi là autocom, khi công suất đánh đến quá lớn thì nó sẽ com và limit nén hạn. Ít khi dùng chữ quá rồi, nhưng mà hôm nay dùng chữ quá lớn, tức là công suất ra rất rất lớn thì mới dùng đến cái mạch autocom để bảo vệ cho cái phần loa tép nó zip mic. Như bình thường thì ít mạch em sử dụng mạch autocom lắm, nhưng một số dòng loa đặc biệt và rất là cái kiểu như là cái dòng loa kiểu hỏa tiễn ấy. Các bác biết rồi, cái họng kèn của dòng hỏa tiễn này nó gánh rất là nhiều tiếng lời, tiếng bit ram giải lời nó gánh hết từ 800Hz đến 1.2kHz, gánh hết. Đây nó như này,
thì họng kèn này nó sẽ bổ trợ cái giải đó, nó gánh hết vào cái phần giải trung tép này. Cái họng kèn này nó sẽ gánh gần như là khai thác hết, nên là nếu như các phân tần bình thường các băng tháp vào tiếng không hay, nó sẽ bị đuối cái giải mic từ 800 đến 2,2 kHz là bị hụt rất nhiều đấy. Và bên em sẽ sử dụng cái phần này. Ok, thì đây là một đơn hàng của bác khách ở trong tỉnh Tiền Giang nhá. Bác khách tên là 8 Nhạc Sống Cà Mau. À đâu, xà 8 Nhạc Sống rồi. Bác không phải ở Cà Mau mà bác ở tỉnh Kiên Giang. À, 8 Nhạc Sống. Đơn hàng của anh 8 nhờ em thì em sẽ giúp anh hơi bị nhiệt tình nha. Thêm báo giá trước nhá. Là từ 400 đến 500 hoặc là 800 trên một đôi này. À, hai đôi này. Đó, nó tùy vào mạch, sau là nếu như thay đổi nhiều linh kiện thì nó sẽ tốn nhiều tiền thôi. Còn trung bình thì khoảng tầm là 300 đến 500 thế thôi. Chứ em không có lấy đắt đâu. Giá chung rồi, có thay đổi một tí linh kiện thôi, linh kiện cũ em sẽ gửi lại cho bác khách. Chứ em không có xin làm cái gì cả. Đó, chủ yếu là tiền công. Công đây là nghiên cứu và phát triển bao nhiêu năm rùi mài linh kiện phân tần. Chứ không có kiểu là bao nhiêu năm rùi mài kinh sử là các bác sẽ mắng em ngay. Đấy. Mạch này ngày xưa các bác mua triệu hơn triệu đây, xong rồi người bán quảng cáo thế nọ thế kia đây. Như bên em bán phân tần thì em nói luôn này, nó phù hợp với dòng loa nào. Đấy, ví dụ họng kèn của City Home thì nó sẽ khác. Họng kèn với của cái dòng như là Homelander thì nó lại khác. Bởi vì họng kèn của Homelander là loa tép nó sẽ gánh gần như là gánh hết tất cả. Cắt cái loa tép đi các bác nghe không khác gì cái loa mid non. Đấy, nó như thế. Đây nha. Hàng của anh 8 gửi ra nhà bên em chỉnh sửa đây. Có nhiều cái nó bị gãy. Cái này em gắn keo lại giúp cho. Riêng cái mạch này thì em sẽ tháo ra, không sử dụng mạch này mà sử dụng cái mạch autocom. Nó có một con LTC để nó gánh và xử lý, chứ không chơi theo kiểu là như này. Đấy. Xử lý trước, tức là phải cắt mạch. Cắt mạch hoặc là câu linh kiện thêm, tức là ví dụ có con thêm con trả sứ nó đậu cùng trên đây nữa thì em sẽ siết dây đây. Nhìn nó không được đẹp lắm nhưng mà nó sẽ đảm bảo hơn. Tiếp chỉnh sửa lại, chỉnh sửa lại. Đấy. Ok nhá, các bác nào có nhu cầu muốn chỉnh sửa lại phân tần hợp với dòng loa nào đó, hãy gọi cho em. Em tư vấn rồi chúng ta sẽ đi đến cái đoạn cuối. Được không ạ? Như mạch này thì anh 8 anh bảo là em có câu thử linh kiện ở đây. Con tụ này nó đánh có sân đơn quá, bắt đầu nó săn tít vào này. Thì anh bảo là anh có câu thử tụ 2.2 đến 8.8. Từ 2.2 tức là 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 8.6 để cản cho nó tiếp mà. Kiểu quá, em nghe anh kể mà em sợ hết cả hồn. Em chỉ sợ một ngày đẹp trời nào đó mà anh vui tính hay đấu vào cái con tụ nó lớn quá để cản cho nó tép. Xong đang đánh thì con tụ nó xoay hết ra. Nó xối hết cái tụ ra thì ui trời ôi. Chết. Đấy nó kiểu ấy. Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.